lại uống rượu, đừng có uống nữa. Còn nó không thích mùi rượu. Thì đi làm cũng phải có tí rượu chè chứ. Rượu chè hư người, rồi đến lúc nằm lăn ra đấy thì bán nhà đi mà chữa bệnh. Thôi mình cằn nhằn ít thôi. Nay tôi bị ông chủ chửi cho một trận, tôi đang rất đau đầu đấy. Cam, cha bảo bao nhiêu lần rồi, đồ chơi của con phải cất gọn lại cơ mà. Sao cứ để giữa lối đi hả? Chùa này, à, chùa này. Mẹ ơi, cha đánh con. Ôi giời ơi, lại quát con. Cam, thôi đi, mẹ đau đầu với hai cha con lắm rồi. Hết nói nổi cái nhà này. Ai giời, bực mình quá. Anh Tuân, sao mà lại ngồi đây? Thầy đồ đấy à? Chào thầy. Anh say rồi, về nhà thôi. Tôi không muốn về nhà, mệt mỏi bỏ xư đi được ấy. Này, thế nhà anh có chuyện gì à? Buồn lắm thầy ạ, tôi bất lực, chán sống lắm rồi. Ô kìa, sao anh lại nói thế? Thôi, có chuyện gì ta vào quán đằng kia nói chuyện nhá. Này tôi cũng đang rảnh. Nào, đứng lên. Vâng. Anh uống trà đi cho đỡ lạnh. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Ấm bụng chưa nào? Thế anh có chuyện gì? Kể cho tôi nghe. Biết đâu tôi giúp được anh. Chuyện mình sụt sùi bị thầy đồ nhìn thấy là đã xấu hổ lắm rồi. Giờ kể ra nữa, liệu có mất mặt hơn không nhỉ? Mà thôi. Ai chứ thầy đồ là người học cao hiểu rộng. Biết đâu thầy lại giúp được mình. Ít ra cũng có người để mình tâm sự. À vâng, chuyện của tôi thì cũng không có gì to tát. Thực tình chỉ là những chuyện vặt vãnh hàng ngày thôi. Tôi hiểu. Những chuyện tưởng như nhỏ nhặt đó, nếu không được giải quyết ngay thì chúng cứ tích tụ dần, rồi làm mình ngày càng mệt mỏi. Thế anh có chuyện gì? Thầy ạ, tôi đang rất áp lực về chuyện con cái. Ồ, sao thế? Anh có con bé Cam kháu khỉnh thế còn gì? Ôi, nhưng mà là một đứa ít quá thầy ạ. Lại còn là con gái. Bên nội, bên ngoại, rồi anh em họ hàng, lúc nào cũng hỏi sao chưa bầu nữa. Cô lấy đứa con trai chống gậy. Mà vợ chồng tôi cũng cố rồi đấy, nhưng mãi chưa thấy gì. À, ra thế. Ôi, lại còn con bé Cam, là con gái mà nghịch ngợm, ngang bướng, nói một đằng làm một nẻo. Hôm nào về tôi cũng điên đầu với nó. À, trẻ con là thế mà. Chưa hết đâu thầy ạ. Đau đầu con cái còn đỡ. Đây cha mẹ hai bên nhà tôi đều già cả đau yếu, bệnh biết các thứ cứ liên miên. Bản thân tôi đi làm tiền công thì dè sẻn cũng đủ ăn, nhưng mà suốt ngày bị ông chủ chèn ép. Người này người kia hoạnh hoẹ. Nói chung là cuộc đời tôi ý, nghĩ đã thì chán rồi. Có vẻ anh đang phải chịu nhiều áp lực lắm nhỉ? Đúng thế đấy thầy ạ. Áp lực mà cứ gồng mình lên chịu đựng. Chứ đàn ông ai lại đi kể lể. Nay là có thầy nên tôi mới... Tôi hiểu. Vậy anh mong muốn có một cuộc sống thế nào? Tôi thì cũng không mong muốn gì cao sang. Tôi chỉ ước mình có thể hiểu biết sâu rộng như thầy, hoặc là có chức có quyền như cụ Lý, hoặc là giàu có như phú ông. Giản dị hơn là có con cái đuề huề như nhà anh Tí hàng xóm thôi. Anh mong giống tôi ấy hả? Đúng là tôi nhiều chữ, tôi được mọi người kính nể, nhưng cuộc sống thì không hề êm đềm sung túc như anh đang thấy. Trước đây, cho đến bây giờ và cả sau này nữa, tôi vẫn luôn day dứt vì đã để vợ phải bỏ nhà đi, để cho con gái tôi thiếu tình thương của mẹ từ khi còn bé. Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Không sao. Tôi nghĩ nếu anh muốn biết cuộc sống của những người anh ngưỡng mộ có hạnh phúc hay không, thì hãy đi hỏi họ là rõ nhất. Tôi nói thật đấy. Nếu anh còn lăn tăn
thì hãy thử một lần hỏi họ đi. Họ sẽ cho anh câu trả lời. Được, tôi sẽ làm theo lời thầy. Cảm ơn thầy đã nghe tâm sự của tôi. Con chào cụ Lý ạ. Con chào cụ ạ. Nay cụ đi gia đình có việc gì mà sớm thế ạ? Ta đi theo dõi đế điêu tưới tiêu. Sắp tới vụ thu đông rồi mà. Dạ vâng. Thôi chúng con đi làm đây. Chào cụ ạ. Dạ, con chào cụ Lý ạ. Cụ Lý ơi, cụ có bận gì không ạ? Con có việc muốn hỏi cụ ạ. Việc gì? Dạ, con chỉ muốn hỏi cụ một câu này thôi ạ. Cụ ơi, cụ là người vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có tiếng nhất cái làng này. Cụ có thấy cuộc sống của mình hạnh phúc không ạ? Tại sao người lại hỏi ta câu này? Dạ, con muốn hỏi để... để con nhìn cụ mà phấn đấu ạ. Cụ là tấm gương sáng cho con noi theo. Nhìn người thế mà cũng có chí đấy nhỉ. Thôi, ta nói thế này. Cuộc sống của ta hiện tại tiền không thiếu. Đúng. Chức quyền ta cũng có đủ cả. Đúng. Nhưng bảo ta hạnh phúc thì ta nghĩ là chưa. Chưa hạnh phúc được. Ôi, như vậy là sao ạ? Con thấy cụ là hạnh phúc nhất cái làng này rồi ạ. Cũng là trong chán ngoài thêm thôi. Đấy, ngươi xem, những người ta già cả thì được nghỉ ngơi, quấy quần bên con cháu. Con ta thì ngày nào cũng đau đầu về đống kiện cáo, giấy tờ thuế má. Ta làm tốt cả trăm lần không ai khen, mà chỉ làm lỡ sai một lần thôi là dấn chửi, là quán hạ bệ. Cuộc sống đâu có thành thời, an yên được phút nào. Chưa kể, vì hồi trái trẻ ta mải mê chạy theo chức quyền mà đánh mất thời gian dành cho con cái. Để bây giờ, chẳng có đứa nào muốn gắn bó với ta nữa. Già rồi vẫn xa con xa cháu. Ồ, ra là thế. Thế mà con cứ tưởng... Ngươi tưởng ta hạnh phúc lắm ha. Thế thì ngươi nhầm to rồi. Dạ vâng, con cảm ơn cụ ạ. Cụ ơi, con chúc cụ sống lâu, sống khỏe và có một cuộc sống thật vui vẻ ạ. Ta cảm ơn. Dạ, con chào cụ ạ. Ấy à, bún ngan nhà mụ Bẹo ngon cứ phải gọi là hết nước chấm. Mới đã có 3 bát mà đã no căng bụng. Dạ, chào phú ông ạ. Ông vừa đi ăn sáng về ạ. Tuân đấy à. Ta đi ăn tạm tạm thôi, chứ chưa phải bữa sáng chính thức đâu. Ôi, người lắm tiền sướng thật. Sướng ạ, sướng bình thường thôi. À phú ông ơi, ông giàu có, sung túc như thế thì cuộc sống của ông chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Hạnh phúc chứ, hạnh phúc quá trời quá đất luôn. Ôi, ra là ông hạnh phúc thật sự đấy. Nhưng mà kể ra thì cũng chẳng hạnh phúc lắm đâu. Đau đầu, mệt mỏi lắm. Thế là sao ạ? Thì đấy, mang tiếng là lắm tiền nhiều của, mà ta suốt ngày phải mưu mô tính toán, buôn cái này, bán cái kia cho có lãi. Tính toán mà không cẩn thận là sạt nghiệp như chơi chứ tưởng. Ra là ông cũng hạnh phúc bình thường thôi. Chẳng thế à? Ta còn suốt ngày bị mang tiếng là giàu sổi, là độc ác vì hay đi thu nợ lãi cao nữa. Nhưng mà ta thích tiền quá, biết làm sao được. Vậy thì ông bớt thích tiền đi là cuộc sống an nhàn ngay. Không được, đã giàu là phải làm cho mình giàu nữa, giàu mãi chứ lị. Phú ông đúng là tham lam không đáy thật. À vâng, thôi chào phú ông nhá. Chẳng hiểu kiểu gì. Những người mình nghĩ là hạnh phúc nhất làng thì ai cũng bảo là không hạnh phúc. Vậy hạnh phúc thực sự là cái gì nhỉ? Ôi, anh Tuân nay lại lên đồng à? Chào anh, nay tôi đừng nghỉ ở xưởng nên tranh thủ lên đồng trồng nốt luống rau. Này, giờ anh là sướng nhất đi nhá. Tôi thì sướng cái nỗi gì
con đang khổ bỏ sừ ra. Anh thì khổ cái gì? Tôi mới khổ đây này. Vợ thì bệnh tật thuốc thang tùm lum, con cái thì nheo nhóc, hôm nào cũng đau hết cả đầu. Tôi thấy mấy đứa nhà anh ngoan mà, tôi lại thích đông con. Ui dào ơi, ngoan đâu mà ngoan. Bốn đứa nó, mỗi đứa một tính một nết, càng lớn càng khó bảo. Chưa kể chúng nó còn san san tuổi nhau, cùng một lúc lo cho bốn đứa ăn học, tôi cũng vắt kiệt cả sức rồi. Ô, vợ anh không làm việc nặng được thì có thể kiếm việc gì ở nhà nhẹ nhàng mà làm, cũng có đồng ra đồng vào chứ. Ui dào ơi, ở nhà lo cơm nước cho bốn đứa nó cũng xoay như trong trống ấy, có lúc nào mà làm việc được. Kể mà nhà tôi còn cha mẹ nội ngoại như anh thì tôi cũng đỡ vất vả. Ơi giời. Nhưng mà thôi, cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng như ý của mình muốn. Vâng, đúng thế đấy anh ạ. Thầy Đồ ơi, tôi đây. Anh Tuần đấy à, mời anh vào nhà xới nước. Dạ vâng. Anh đến tìm tôi có chuyện gì thế? À, tôi đến tìm thầy để cho thầy câu trả lời mà tôi đã hỏi cụ Lý, Phú Ông và anh Tý ạ. Vậy à? Thế họ trả lời anh như thế nào? Đây, tôi thực sự bất ngờ thầy ạ. Hóa ra những người tôi nghĩ là hạnh phúc, họ thực sự không hề thấy hạnh phúc. Ai cũng có những nỗi lo riêng, không ai có cuộc sống hoàn hảo cả. Vậy là anh đã dần hiểu ra rồi đấy. Thật ra, hạnh phúc không phải là thứ gì đó cao sang, mà nó chính là sự cân bằng trong cuộc sống, chứ không phải là sự tuyệt đối. Cụ Lý vì chức quyền, đánh mất thời gian dành cho con cái. Phú Ông giàu có, nhưng suốt ngày toan tính mưu mô. Anh Tý giàu đường con cái, nhưng nuôi dạy cùng một lúc bốn đứa không hề dễ. Đúng thế ạ! Còn về phần anh có sức khỏe, có công việc kiếm ra tiền, có nhà cửa, có thời gian dành cho vợ con, có thời gian riêng tư đi uống rượu giải khuây, còn cha mẹ già để báo hiếu. Tất cả mọi người trên thế gian này chẳng phải đang phấn đấu và nỗ lực để có được một cuộc sống như vậy hay sao? À, ra thế. Chúng ta, người khuyết mặt này sẽ được bù lại mặt kia. Trên đời không có ai đạt được đến sự hạnh phúc tuyệt đối đâu. Ồ, tôi hiểu rồi thầy ạ. Thực sự cảm ơn thầy vì câu chuyện hôm nay. Tôi sẽ ghi nhớ. À. Thầy Đồ nói quả không sai. Trước giờ mình cứ nghĩ mình không có gì. Thực ra mình lại có trong tay rất nhiều thứ mà người khác không có được. Từ giờ mình sẽ sống khác. Cố gắng chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi vợ con và cha mẹ. Dành nhiều thời gian cho gia đình, rồi thỉnh thoảng cũng phải dành thời gian cho bản thân và bạn bè. Vậy là hạnh phúc rồi, có cần gì cao sang. Rau ngon rau sạch đây, thịt tươi thịt ngon đây. Mua bánh tẻ đi bác, bánh tẻ ngon lắm. Tôi 3 cái bánh bao chay. Cho tôi 2 cái bánh bao nhân thịt nhá. Cô cứ nhanh lên không thì bảo, có mỗi việc lấy bánh bao thôi mà cũng lâu thế à? Bánh nóng thế này, nhanh làm sao được? Cô còn cãi à? Đời thủa nhà ai mà chồng nói vợ cãi nhem nhẻm thế chứ? Sao anh lúc nào cũng bảo tôi cãi thế nhỉ? Đây là đang tranh luận anh hiểu không? Có vẻ như ngày nào không cãi nhau là ngày đó họ cảm thấy không yên đấy. Họ cãi nhau suốt ngày được ấy nhỉ? Chị khổ thân thằng bé Cam, suốt ngày chứng kiến cha mẹ cãi nhau. Cô là đồ vô dụng, hứ vợ mất nết. Anh thì sao chứ? Vừa nghèo vừa gia trưởng, tôi không thể hiểu được sao trước đây tôi lại lấy anh chứ. Ơ, ai lại ngồi lù lù một đống thế kia nhỉ? Tưởng ai? Thì ra là Cam hả? Mà sao cậu khóc? Ai bắt nạt cậu à? Không có ai cả, chỉ là tớ tủi thân. Sao cha mẹ tớ suốt ngày cãi nhau như vậy chứ? Chẳng ai quan tâm và yêu thương tớ cả, Nên họ mới cãi nhau om sòm lên như vậy. Cha mẹ nào mà chẳng thương con chứ? Nhưng mỗi lần chứng kiến cha mẹ cãi nhau,
mọi người xì xầm, bàn tán, chỉ trỏ. Tớ cảm thấy rất khó chịu. Tại sao cha mẹ lại không hiểu cho tớ chứ? Họ suốt ngày chỉ biết cãi nhau, thậm chí đánh nhau trước mặt tớ. Nhiều khi cha mẹ cậu bận rộn quá, đâm sinh khó tính ấy chứ. Nhưng dù cha mẹ cậu có cãi nhau thì họ vẫn kiếm được tiền để cho cậu một cuộc sống đầy đủ. Tớ không cần nhiều tiền. Tiền nhiều để làm gì khi mà suốt ngày nhìn thấy cảnh cha mẹ cãi nhau. Vậy cậu có muốn từ giờ cha mẹ cậu bớt cãi nhau đi không? Tất nhiên là có rồi. Mà cậu có cách gì à? Đi theo tớ, chúng ta sẽ đi trị tật hay cãi nhau của cha mẹ cậu. Anh thật là cố chấp, gia trưởng. Sao tôi lại lấy anh được chứ? Cô thấy hối hận rồi phải không? Thế thì bỏ, bỏ ngay và luôn đi. Cô nghĩ tôi thích sống với cô lắm à? Đấy, giờ họ vẫn cãi nhau. Nhiều lần ta can ngăn, nhưng chúng nó vẫn chứng nao tật đó. Con có cách, cụ Lý thấy sao ạ? Được, để ta thử xem sao. Này này, hai vợ chồng nhà ngươi lại cãi nhau đấy à? Không thấy mệt à? Ờ, cụ Lý, tại cô ta. Con nói có vài câu mà cô ta cãi nhem nhẻm ấy ạ. Dạ không phải đâu ạ, con đang bán hàng cho khách. Mệt thì chớ, anh ta chẳng được lời hỏi han, lại còn nhiều lời trách móc. À, cô vẫn còn già mồm à? Đã thế hôm nay á, tôi cho cô một trận, cho chừa cái thói cãi chồng đi. Anh có giỏi thì đánh đi này. Này ba con, vợ chồng nhà thằng Lộc chuẩn bị đánh nhau kìa. Mọi người, mau tới đây, lấy bánh miễn phí đi. Ai thích ăn bánh gì cứ lấy thoải mái, không cần phải trả tiền đâu. Ây cha, bánh bao thơm quá. Nào, ai ăn bánh gì cứ lấy thoải mái, miễn phí, không cần trả tiền. Cụ Ly nói thật chưa ạ? Con lấy 2 chiếc bánh bao chay. Con hẳn 10 bánh bao thịt đi, được miễn phí mà, tội gì. Ơ kìa cụ Lý, cụ làm gì vậy ạ? Bánh của vợ chồng con. Dạ đúng thế, vợ chồng con thức đêm thức hôm để làm bánh. Sao cụ nói cho là cho thế nào ạ? Ơ hay, thế tôi hỏi anh chị nhờ. Bán nãy anh nói sẽ đánh chết vợ. Đến lúc đó, một người chết, một người bị quan lôi đi giam vào đại lao rồi. Thì những chiếc bánh bao này để thiếu à? Chỉ bằng cho luôn đi, để đỡ phí. Ơ cụ nói hay nhở. Chuyện nhỏ ấy mà. Nào, ai mua bánh bao hấp thì cứ tiếp tục mua đi nhớ. Bánh bao ngon, nóng hổi đây. Tặng cậu, cảm ơn cậu vì đã điều trị tật cãi nhau của cha mẹ tớ. Con mời cụ ạ. Ấy ấy, ta không ăn đâu. Cụ Lý và Hồng Xiêm cầm đi, thay lời cảm ơn của vợ chồng con ạ. Thôi được, vậy cháu không khách sáo đâu ạ. Cho bảo bài này cho thuộc lầu công thức rồi. Sao giờ lại làm sai thế? Ờ, sai. Sai á thầy? Con nhớ con làm y như công thức thầy dạy mà. Đây, cho xem.
Bài này ta đã hướng dẫn, thế mà trò vẫn làm sai những 3 lần. Như thế này thì làm sao đỗ tú tài được. À, con nhớ ra rồi. Bài này con làm xong rồi đấy chứ. Nhưng đứa bên cạnh nhắc là sai rồi. Con nghĩ mãi không biết thế nào, nên đành làm theo nó. Ta đã dặn trò là phải có chính kiến của riêng mình, không được xao động bởi ý kiến của người khác cơ mà. Lần sau chú ý nhé. Vâng, con xin nghe ạ. Giờ ta hỏi về lịch sử. Vua nào quét sạch quân Đường, nổi danh bố cái đại vương thuở nào? Câu này dễ. Thưa thầy, đó chính là vua Phùng Hưng ạ. Trò nghĩ lại xem nào. Thầy nói thế là có ý gì? Mình nhớ rõ là vua Phùng Hưng mà nhỉ? Quà mới đọc xong. Nào, trò chắc đó là câu trả lời đúng chưa? Vua Phùng Hưng hay Ngô Quyền nhỉ? Ui, tự nhiên loạn hết cả lên. Thầy ơi, câu trả lời của con là vua Ngô Quyền ạ. Tại sao nãy trò nói là vua Phùng Hưng, giờ lại trả lời là vua Ngô Quyền? Con nhớ mang máng là vua Phùng Hưng, nhưng mà con cũng không chắc. Ta đã bảo rồi, trò không được dao động trước ý kiến của người khác cơ mà. Nếu trò đã nhớ rõ là vua Phùng Hưng thì phải mạnh dạn trả lời chứ, sao lại thay đổi? Con xin lỗi thầy, câu trả lời cuối cùng của con là vua Phùng Hưng ạ. Câu trả lời đầu tiên của trò là hoàn toàn chính xác. Nhưng ta chỉ hỏi thêm một câu là trò đã hoang mang, lo sợ rồi. Cuộc thi tú tài sắp tới rất áp lực. Nếu không có bản lĩnh, không có sự bình tĩnh, thì ta e... Vâng, con hiểu rồi ạ. Thưa thầy, con đã từng theo cha đi làm gốm. Về bộ môn này, con rất tự tin ạ. thế hả? Vậy con sẽ học nhanh thôi. Thầy cứ để con sẽ làm thử cho thầy xem tay nghề, đảm bảo vừa nhanh vừa đẹp ạ. Xông xáo nhanh nhẹn thế là tốt, cho thử làm xem nào. Vâng ạ. Anh nặng cái lòng bé tí thế thì đựng được cái gì? Phải làm to ra mới đẹp chứ. To thêm nữa đi. Nhìn đẹp hơn rồi đấy. Anh nặng cái gì mà nhìn buồn cười thế? Nhìn nó cứ thấp tịt. Anh phải nặn cao lên như tôi mới đẹp. Tí thành hình đem đi nung thì sang trọng phải biết. Nhìn hắn có vẻ lành nghề, mình nên nghe theo. Vâng, để tôi cho cao lên. Đấy, vậy có phải đẹp hơn không? Đúng. Chết, anh làm thế này thì hỏng. Giờ ai còn chụp bình cao, bình rộng nữa. Nhìn to phè phè, thô quá. Người ta thích là thích bình nhỏ để đặt vào tủ kính ấy. Như thế mới quý tộc. Nhưng nãy anh kia bảo tôi... Anh nghe mấy người kia làm gì, phải làm theo tôi mới chuẩn. Giờ anh nặng cho nó bé bé tí nữa là đẹp luôn. Cứ nghe tôi. Có cái bình mà hết người này đến người kia bắt sửa. Bực quá. Thôi nghe nốt lần này vậy. Sao lại thế này? Thầy ơi, con làm hỏng rồi. Này anh đang nặn cái gì thế? Tôi nặn nồi kho cá ông ạ. Nồi này á phải kho được mấy con to ấy chứ. Còn anh đang nặn gì thế? À, tôi nặn cái lọ lục bình. Mấy nữa tôi sẽ cắm một cành đào to thật to. Ồ, hóa ra là thế. Vậy xin hỏi, anh đang nặn lọ hoa đúng không? Đúng rồi, tôi tính là một lọ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh để trên bàn ấy mà. Còn trò định nặn cái gì? Buồn cười quá. Anh nặn cái bình à? Hay cái lọ thế? Ê, tay nghề anh còn kém lắm. Con không biết mình định nặn gì nữa ạ. Thôi được rồi. Chiều về, trò đi theo ta đến một nơi nhá. Dạ. Đây, trước mặt trò là một thân cây to và một thân cây nhỏ. Trò sẽ chọn chặt cây nào? Thì tất nhiên con sẽ chặt cây to rồi ạ. Vậy nếu cây to là cây bạch đàn kia, còn cây nhỏ là cây lá thông bên cạnh, thì trò sẽ chặt cây nào? Con chặt cây thông ạ.
gỗ thông quý hơn gỗ bạch đàn nhiều. Nhưng thân cây thông lại cong queo, chặt về khó mài xẻ lắm. Trong khi thân cây bạch đàn thẳng tắp, to cao, đóng được nhiều thứ hơn. Vậy con nghĩ chặt thân cây bạch đàn đi ạ. Tuy thân cây bạch đàn thẳng, nhưng nếu là cây lâu năm thì phần giữa rất hay bị mục rỗng. Vậy có nên chặt nó nữa không? Mục rỗng thì chặt cũng có làm được gì đâu. Thì còn lại chặt cây thông ạ. Nhưng thân cây thông nhỏ bé, cong queo, chặt sẽ rất khó. Mà như ta vừa nói, chặt về chưa chắc đã làm được gì. Khó quá. Con cũng không biết làm thế nào nữa. Tại sao trò không hỏi ta bảo chặt cây để làm gì? Con... Phải biết mục đích chặt cây thì mới chọn được gỗ phù hợp chứ. Nếu muốn lấy củi, ta sẽ chặt cây bạch đàn. Còn nếu muốn làm hàng mỹ nghệ, đương nhiên phải chặt cây thông rồi. Cho thấy có phải không? Dạ đúng thưa thầy. Cũng giống như việc sáng nay nặn bình gốm. Trước khi bắt tay vào làm, trò phải xác định được mình định nặn cái gì, mục đích sử dụng là gì, để từ đó nặn được hình dáng phù hợp. Chứ không phải người này nói phải nặn to thì cho nặn to, người kia nói nặn nhỏ thì cho liền nặn nhỏ. Cuối cùng, thứ nặn được, bình không ra bình, lọ không ra lọ. Con... Trò còn nhớ những lỗi sai trong buổi học hôm qua chứ? Dạ con nhớ thưa thầy. Con đã làm sai đáp án môn địa lý và trả lời sai về lịch sử ạ. Là do đâu mà ra? Dạ, là do con bị dao động trước ý kiến của người khác. Con không có chính kiến riêng của mình. Đúng rồi, trò vốn thông minh và tiếp thu rất nhanh. Nhưng kết quả các bài kiểm tra không cao cũng chính vì cái tính ba phải đấy. Dạ, con hiểu rồi ạ. Ở đời, muốn làm việc gì thành công đều phải có mục đích rõ ràng, tư tưởng thông suốt thì mới không bị những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng. Đây là bài học đầu tiên ta dạy trò, chứ không phải là đống bài tập kia. Dạ thưa thầy, con hứa sẽ rèn sự kiên định, sự tập trung. Con sẽ ghi nhớ bài học này ạ. Được rồi, ta cũng mong trò sẽ thành công. Để ta còn được nở mày nở mặt chứ. Tính ra cũng lâu rồi mới ghé nhà tôi đấy. Đúng vậy. Đúng rồi, ông xem cái này đi. Cái gì thế? Cái bình này tôi mới mua từ một người là con cháu của vua đấy. Tới tận 200 đồng. Đúng là tiền nào của nấy mà. Bình đẹp đấy. Nó là đồ cổ à? Tất nhiên, của quý hiếm đấy. Có tiền á, cũng chưa chắc đã mua được đâu. Mà nhà ông có cái bình quý nào như thế này không? chắc không có đâu. Ông có biết tí nào về đồ quý đâu mà có. Ai nói không có. Nhà tôi có cái bình á, còn quý gấp mấy lần cái bình của ông kìa. Nhưng tôi không muốn cho người khác xem thôi. Thôi, ông đừng có mà chém gió. Nếu có cái bình như vậy thật á, thì ông còn giấu đến bây giờ à? Ngày mai ông cứ qua nhà tôi thì sẽ rõ, nhá. Nhớ đi nhá, đừng có sợ quá mà trốn đi đấy. Trượt rồi, đến tớ. Ôi, ông có sao không ạ? Không sao, là do ta không cẩn thận. Sao hôm nay phú ông lạ thế nhỉ? Bình thường sẽ mắng bọn mình một trận té tát rồi. Ông về rồi đấy à? Vào đây ăn chè trôi nước tôi mới nấu này. Chè ngon quá mẹ ơi. Tôi không ăn đâu. Hai mẹ con ăn đi. Sao nay đi chơi về mà trông ông buồn thế? Qua nhà lão Tư chơi. Lão ấy đem khoe cái bình quý mới mua, còn chế nhạo bảo tôi không có món đồ quý nào. Tôi tức quá, nên nói mình có một cái bình quý ở nhà. Xong rồi ngày mai lão sang nhà mình để xem cái bình đây này. Ôi giời ơi, ông đú với lão ấy làm gì? Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Hay
là nhờ Hồng Xiêm đi cha. Nó thông minh, chắc chắn sẽ có cách. Ý hay đấy, con mau đi gọi nó tới đây. Thôi, chắc gì nó đã giúp. Sao lại không? Con nhờ mà chẳng nhẽ nó không giúp. Nó tốt bụng mà cha. Đi đò quỵt tiền cha nó mấy lần thì đố mà nó chịu giúp. Cha quỵt thế nào? Thì cha nói là khúc sông đó là của nhà mình. Đáng ra chở đò là phải đóng tiền cho cha, nên bao lần đi cha có trả tiền đâu. Ôi giời ơi, cha ơi là cha. Nhưng chắc nó chẳng để bụng đâu. Để con cứ thử đi xem thế nào. Cha mới nhặt được cái bình này ở bờ sông. Tuy nó bị vỡ một chút nhưng vẫn còn dùng được. Để trồng cây hay đựng gì cũng được. Vâng ạ, để con đi rửa cha nhé. Hồng Xiêm, Hồng Xiêm ơi. Có chuyện gì thế Xoài? Cậu đang làm gì đấy? Tớ đang rửa cái bình cha tớ mới nhặt về ở bờ sông. Hỏng rồi mà còn dùng à? Nó bị vỡ một chút thôi, để trồng cây cũng được mà. Thế định rủ tớ đi chơi à? Không, tớ có chuyện gấp muốn nhờ cậu. Sao thế? Được rồi, tớ có một cách này. Đến nhà cậu đi. Cha, Hồng Xiêm đến rồi này. Dạ, cháu chào Phú ông ạ. May quá, Hồng Xiêm đây rồi. Chắc người cũng nghe Xoài kể lại rồi. Vâng, cháu nghe rồi ạ. Cháu có một điều kiện, mong Phú ông đồng ý ạ. Được, có chuyện gì? Nếu cháu làm cho ông không mất mặt và lấy được cái bình quý của Phú ông làng bên, thì ông hãy trả 20 đồng tiền đò mà bao lâu nay ông quỵt của cha cháu. Từ nay về sau không được làm khó cha cháu nữa. Được, ta đồng ý. Nói đi, có cách nào không? Được. Ông đến rồi đấy à? Mau vào đây, vào đây. Đâu? Cái bình quý mà ông kể đâu rồi? Lấy ra xem nào. Từ từ ngồi uống nước cái đã. Nước nôi gì để sau? Chắc là nhà ông không có chứ gì. Hồng Xiêm đâu rồi? Đem cái bình quý của ông ra đây. Ôi giời ơi, không biết có quý thật không. Cái này mà là bình quý à? Thì ra chỉ là một cái bình vỡ. Vỡ nhưng nó quý thế nào ông chưa biết đâu. Hồng Xiêm, ngươi biểu diễn thử cho Phú ông đây xem. Vâng ạ. Hả? Dạ thưa ông, cái bình này vào ngày đầu tiên nó sẽ rơi ra 1 đồng tiền. Ngày thứ 2 thì gấp đôi là 2 đồng. Ngày thứ 3 là 4 đồng. Ngày thứ 4 là 8 đồng. Cứ như vậy qua từng ngày sẽ gấp đôi lên ông ạ. Vớ vẩn. Ta không tin ngày mai cái bình này có thể rơi ra 2 đồng. Mai ông cứ sang đây một lần nữa mà xem. Được. Ngày hôm sau. Hả? Để mai tôi lại sang xem nó có rơi ra 4 đồng không. Ngày tiếp theo. Đúng là thần kỳ. Ông mua cái bình này ở đâu thế? Lúc trước tôi có giúp một ông lão ăn xin. Rồi sau đó ông ấy cho tôi cái bình này, bảo là nó sẽ đem lại bình an cho gia đình, nên tôi mới nhận. Ai mà ngờ lại có thể rơi ra tiền đấy. Thầy bói nói dạo gần đây nhà tôi bị xui xẻo, nên mau tìm một vật quý về để trấn áp cầu an. Cái bình này có tác dụng hay như vậy á? Hay là ông bán lại cái bình này cho tôi đi, tôi trả ông 100 đồng. Thôi, khôn như ông á, làng tôi bắt thịt hết rồi nhá. Tôi không bán đâu. Ấy, anh em mình chơi với nhau bao nhiêu năm, xem như ông giúp gia đình tôi đi. Thôi được rồi, nhưng tôi không bán đâu. Ông đổi cái bình của ông cho tôi, như vậy cái lộc mới không mất đi. Được, được. Ngày mai tôi đem cái bình quý của tôi đến. Thế nhá. Giờ mình viết giấy trao đổi, ông không được đòi lại bình của mình.
Nếu bên nào đòi lại thì sẽ cầm giấy liên quan phân xử. Khiếp, bạn bè mà ông chắc cú thế. Thôi được rồi, viết thì viết. Được rồi, cái này mỗi bên giữ một bản. Thôi, tôi về nhá. Đúng là lão tham lam. Nô đâu? Dạ. Ngươi vào nhà lấy 20 đồng ra đây, rồi chạy qua trả cho cha Hồng Xiêm đi. Ơ, sao đây ông biết trả nợ rồi ạ? Cẩn thận cái mồm, đi mau. Dạ vâng. Con đi học về rồi đấy à? Dạ, con chào cha. Ờ, mà nay tự nhiên phú ông sai thằng nô đem tiền đỏ qua trả và bảo từ giờ không cấm cản cha chở đò nữa. Dạ, là do con giúp ông ấy vụ cái bình thần đấy cha. Mà con làm thế nào để có tiền rơi ra từ cái bình vậy? Dạ, lúc đầu thì con đục thủng cái lỗ dưới đáy bình. Ố, cậu đang làm gì thế? Cậu có đồng xu nào không? Đây, cậu xem tớ làm ảo thuật này. Này có thể rơi ra tiền á? Không phải đâu, đấy là do tớ đẩy đồng xu qua cái lỗ đục ở đáy bình đấy. Thế này thì phú ông làng bên á, có mà mê tít luôn. Giỏi lắm con trai. Vâng. Xem nào, có cái bình này á thì sớm muộn mình cũng giàu to. Ờ, bị mắc kẹt à? Hả? Cái gì đấy nhỉ? Ôi, thôi chết rồi. Ôi giời ơi. Thế là mình bị lừa rồi. Trời ơi, là rồi.